Đối tượng Giàng A Câu, 29 tuổi, ở Mường Lát, vừa bị bộ đội biên phòng Thanh Hóa tạm giữ. A Câu bị bắt quả tang khi đang vận chuyển gần 20.000 viên ma túy tổng hợp, 20 gram heroin trên quốc lộ 15C. Nghi phạm khai nhận được một đối tượng cùng bản thuê để vận chuyển và được trả công bằng ma túy. Thưa quý vị, phút cảnh báo ngày hôm nay chúng tôi đề cập đến việc thanh thiếu niên tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại những địa điểm như là quán karaoke hay là nhà nghỉ. Và tình trạng này đang gây ra nhiều hệ lụy cho chính gia đình các đối tượng cũng như xã hội. Nguyên nhân chính được cho là hiếu kỳ, lối sống ăn chơi buông thả của một bộ phận thanh thiếu niên và sự thờ ơ, ít quan tâm từ phía gia đình. Ghi nhận của phóng viên tại Vĩnh Long. Đây là hình ảnh Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở karaoke Happy Garden tại xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long do ông Chiêu Văn Minh Châu làm chủ. Vào thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhóm thanh thiếu niên gồm 33 người có biểu hiện sử dụng ma túy tập thể. Qua test nhanh, có 11 thanh niên, 9 thiếu nữ có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp dương tính với ma túy. Còn đây là hình ảnh lực lượng công an kiểm tra phòng nghỉ của nhà nghỉ Huy Thảo ở thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, phát hiện 6 thanh niên gồm 4 nam và 2 nữ có biểu hiện sử dụng ma túy. Em sử dụng ma túy thì gia đình không biết. Em biết tác hại sử dụng ma túy nhưng mà tại vì nhậu xỉn rồi bạn bè rủ ghê cho nên em tò mò em mới sử dụng thử. Việc đấu tranh trấn áp loại tội phạm này rất cần sự quan tâm giáo dục từ phía gia đình, nhà trường và chung tay của toàn xã hội. Trong đó, gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý, giáo dục con em tránh xa tệ nạn này. Một vụ hỏa hoạn nhỏ xảy ra trong căn phòng của một khu nhà trọ nhưng mà đã gây ra hậu quả hết sức thương tâm, làm hai trẻ nhỏ tử vong, và câu chuyện này vừa xảy ra ngay tại thành phố Hồ Chí Minh. Vụ việc này một lần nữa cảnh tỉnh cho sự chủ quan với an toàn của trẻ nhỏ. Chỉ chút lơ là bất cẩn hay là chỉ suy nghĩ đơn giản là ra ngoài chốc lát rồi sẽ quay lại. Nhưng hậu quả thật là khôn lường và sẽ có sự cố xảy ra. Giấy niêm phong này do công an phường Thạnh Xuân, quận 12 dán trước cửa một phòng trọ nằm trên đường Tô Ngọc Vân. Lỗ thông gió, cửa sổ cho thấy vệt khói đen từ trong phòng tỏa ra bên ngoài. Cháy lan đã không xảy ra do được người dân xóm trọ kịp thời dập tắt. Tuy nhiên, hậu quả để lại rất nghiêm trọng. Nguyên nhân là người lớn đã để hai bé trai chơi trong phòng rồi khóa trái cửa đi ra ngoài. Vụ việc hai bé trai 5 và 8 tuổi tử vong do ngạt khói là một sự cố thương tâm mà không ai muốn nhắc lại. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng hoàn toàn có thể tránh được những sự cố tương tự như vậy nếu người lớn chú ý hơn, suy nghĩ và hành động cẩn trọng hơn. Cũng không bé nhỏ mà em không ít là em bỏ bé ở nhà lắm, hầu như là không. Còn khóa trái cửa là em không có. Không có, đó là nguy hiểm lắm. Nhiều khi nó con nít nó hơi hiếu động mà nó làm cái này làm cái kia mình không biết được á. Thì mình gửi hàng xóm xung quanh hay cũng được, chứ mà em thấy gửi để ở nhà mà khóa bé trái cửa thì không nên. Một số phụ huynh cũng cho rằng có thể xem đây là một bài học xương máu đối với bất kỳ ai có suy nghĩ đơn giản rằng chỉ ra ngoài chốc lát rồi quay lại chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra. Bởi chính thời điểm để trẻ tự chơi trong nhà là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao nhất. Một đôi nam nữ thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người chạy xe ôm công nghệ đã bị bắt tại quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Vụ việc xảy ra khi Đặng Phú Nguyên và Đinh Thiên Phúc yêu cầu tài xế xe ôm ứng 500.000 đồng nhưng giao hàng không có giá trị để chiếm đoạt thì bị phát hiện. Theo nhận định của cơ quan công an, đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi và mới xuất hiện trong thời gian gần đây. Thưa quý vị, làm đẹp là nhu cầu thiết yếu của nhiều người, trong đó đặc biệt là các chị em phụ nữ. Thế nhưng nếu chỉ cải thiện vẻ đẹp mà chúng ta quên quan tâm đến sự hợp pháp của những dịch vụ mà mình sắp thực hiện, thì những nguy cơ về những biến chứng khôn lường là có thể xảy ra với bất kỳ ai. Và thực tế thì đã và đang có rất nhiều trường hợp đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề vì tin vào những lời quảng cáo có cánh từ những cơ sở làm đẹp không phép. Và cho dù có bù đắp bằng tiền như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể lấy lại được vẻ bề ngoài cũng như là sức khỏe đã mất đi. Sau khi nhìn thấy một người phụ nữ quảng cáo về dịch vụ nâng mũi hấp dẫn trên mạng xã hội cùng hình ảnh thành công từ những khách hàng đã thực hiện trước đó, cô gái trẻ này quyết định đi từ Nha Trang vào thành phố Hồ Chí Minh để nâng mũi. Mình tin quảng cáo mà trên Facebook thì cũng có nhiều ca hình ảnh rồi thì mình tin thôi, mình tin là sẽ làm ok, chứ mình cũng không có tìm hiểu kỹ là nơi đó là có giấy phép hay không. Sau một tháng nguyên một cái mũi nó sưng lên hết luôn, xong tự nhiên giờ ai cũng nói sao kỳ vậy rồi vậy, nhà cũng lo lắng rồi thúc em vô để làm lại. Thì đi vô khám, bác nói là bị viêm
phải tháo ra đắp trụ bị mở, nên lúc đó cái tâm trạng nghiêm á hả, khóc bù lu bù la luôn, lo tại nghĩ sợ bị hư, sợ có cái gì. Là người trực tiếp điều trị cho cô gái này, bác sĩ Nguyễn Hoàng Nam cho biết hiện nay có rất nhiều biến chứng nặng nề, kéo dài, dai dẳng cho bệnh nhân. Nếu như họ bỏ tiền thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ mà không tìm hiểu kỹ về giấy phép, chứng chỉ hành nghề của cơ sở đó. Trong danh sách các bệnh nhân bị thẩm mỹ hỏng đến bệnh viện Trường Vương chữa trị, thì nạn nhân của tiêm filler không đúng cách hay tiêm phải filler không chất lượng chiếm nhiều nhất. Theo các chuyên gia y tế, một bác sĩ muốn đúng phép một phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ ở ngoài thì cần ít nhất 10 năm kinh nghiệm học tập và làm việc thực tế. Thứ hai là các chất khi tiêm vào cơ thể đều phải là những chất được Bộ Y tế cấp phép. Nên trường hợp tiêm chích các loại thuốc xách tay, người tiêm là các nhân viên chăm sóc sắc đẹp, thì việc xảy ra biến chứng nguy hiểm là điều dễ dàng gặp phải.